Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là cây bơ. Làm cây bơ, làm hệ thống tưới cho cây bơ thì hết nhìn hết chi phí là bao nhiêu tiền cho một hecta bơ ha. Thì tùy theo cái khoảng cách trồng, thông thường thì bơ nó trồng khoảng cách là 6 m nhân 6 m. Thì hôm nay mình sẽ làm cái khoảng cách là 6 m nhân 6 m nha các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái 1 hecta bơ là trồng được bao nhiêu gốc. Chiều này 100 m, tương ứng với lại là 6 m một 6 m một gốc thì nó khoảng tầm 10 4 16 gốc ha, 16 gốc. Đây, 100 mà chia cho 6 là 16 gốc ha, trừ bìa. Tương tự như vậy thì ở chiều này nó cũng là 16 gốc. Chiều này nó cũng là 16 gốc ha. Rồi. 16 gốc thì mỗi bên là sẽ là 8 gốc ha. Mình sẽ chia ra làm 8 gốc một bên. Đây là một gốc ha. Gốc, 6 gốc, 8 gốc. Xin lỗi, cái này nó hơi tụt xuống chút xíu. Đây, 8 gốc rồi ha. 16 gốc này. Chiều này 16 gốc nha các bạn. Nó dài ra tới đây này. Đấy. Rồi. Cứ như vậy thì nó sẽ có mười sáu hàng ngang ha. Đây, bơ trồng như thế này. Tám hàng, 12, 16. Đây ha. 16 hàng như thế này. Và đây là 1 hecta. 1 hecta mình
kéo cái ranh lại cho các bạn xem này ha, và cho nó di chuyển qua bên này tí xíu ha. Chỗ này là mình biết là 16 góc rồi này. Bây giờ là mình sẽ đi cái đường ống là phía bên này ha. Thì chiều dài này 100 m thì đường ống nhánh nó sẽ phải đi hai bên. Bây giờ mình cho cái đường ống nhánh là nó màu này. Thông thường là khoảng cách 6 m, 6 m là chúng ta sẽ đi mỗi hàng một ống ha. Đấy, chúng ta sẽ đi mỗi hàng một ống như thế này. Đấy, tương tự vậy. Thì khi chúng ta vẽ ra mà vẽ được như thế này thì sẽ rất là dễ hình dung, và chúng ta có thể bố trí được cái hệ thống tưới rất là dễ dàng ha. Không cần vẽ hết, vẽ 3-4 cái là mình đã hiểu là nó sẽ chạy dọc xuống dưới đây rồi ha. Cái nào nó cũng phải chạy dọc xuống. Rồi mình sẽ vẽ cái đường ống chính của cái này. Sorry, cái này là màu vẫn như cũ ha. Bây giờ mình vẽ cái đường ống chính đây. Đấy, nó đi về cuối vườn này. Mà mọi người thấy rằng là mình hay vẽ là ở đây là xuất phát từ đây chạy qua rồi tưới ha. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là như vậy nha. Thực tế thì nó phụ thuộc vào cái nguồn nước của chúng ta nằm ở đâu. Giả sử như nguồn nước chúng ta nằm ở đây thì chúng ta cứ kéo ống ra đi qua bên này thôi. Nhưng mà hiện tại mình làm như vậy là lý do là mình vẽ để mọi người có thể hình dung được cái trạm trung tâm. Đây, cái trạm trung tâm của mình nằm đây. Mình chỉ việc copy cái này bỏ vào là xong thôi ha. Mình copy cái này bỏ vào. Đấy, chúng ta copy bỏ vào thôi, vì nó làm nhìn thì nó to như thế đấy chứ mà nó nhỏ xíu à. Rồi 1 ca tưới là nó hết nguyên một cái vùng bao này hay không á, là nó tùy thuộc vào đây, đây là 1 pha ha. 1 pha tưới là một cái này nè. Đấy, thì nó có tưới hết cái này hay không, hay là tưới cả hai thì tùy thuộc vào máy bơm, đúng không ạ? Thì bây giờ là mình sẽ tính toán cái chi phí cho hệ thống tưới cho cây bơ. Thì chúng ta biết rằng là cây bơ chúng ta vào đây, là chúng ta có cây bơ này, sản phẩm phun mưa là các cái sản phẩm dành cho cây bơ. Cũng theo thứ tự ha, chúng ta sẽ đặt cái lưu lượng kế ở đây, còn hút phân thì nó như thế này rồi. Còn nếu mà ai mà muốn ai mà có xài bơm chìm ấy thì chúng ta sử dụng cái mô hình này đây, bơm chìm giếng khoan. Đấy. Ví dụ đây đi. Thì nó cũng đấu vào trong cái đường ống đây ha. Bơm chìm giếng khoan này chúng ta mua thêm cái bộ cái bầu châm phân và chúng ta ráp theo sơ đồ này nha, PVC nha, bạn sẽ ký được các cái. Thì rất là dễ chứ không có gì là khó.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn theo cái này là 1 hecta bơ, 1 hecta bơ, 1 hecta bơ, 1 hecta bơ cần bao nhiêu đây? Ví dụ như cái lưu lượng kế này này, mình đặt cái đây đấy. Thì ở đây là mình đã có một số cái mặt hàng rồi ha. Đây mình nói luôn tại vì để tiết kiệm thời gian, cái này là đơn hàng hôm bữa là mình làm cho cây cây thanh long. Thì vẫn theo thứ tự là lưu lượng kế này nhé các bạn, lưu lượng kế rồi đến đồng hồ ở đây ha, xong rồi đến bộ lọc, xong đến đồng hồ, xong đến bộ lọc, xong đến đồng hồ, PVC để nối ha, đến bộ lọc ha, cũng như vậy luôn đi. Rồi có thay đổi như thế nào thì chúng ta sẽ thay đổi sau. Thì rồi tới đường ống nhánh ở đây, ống chính này, ống chính là PVC này, tới đường ống nhánh là đường này, cái đường kết nối vào. Nó chỉ khác biệt là ở chỗ là số lượng khởi thủy, cái đã khác nhau. Thì ở đây là có 16 hàng, 16 nhân 4 là 16, 2, 3, 2 là 64. Chúng ta sẽ có 64 cái khởi thủy ha, 64 ống này thì có 16 đường dài 100 m. Đây 16 đường dài 100 m, thực ra nó không đến đâu, từ đây đến đây một đường, từ đây tới đây là 100 m, và có 16 đường thì 1.600 m. Tương tự như vậy cái nối thì chúng ta sẽ có là một cuộn 300 m thì nó khoảng 5 phẩy mấy cái ấy, thì chúng ta lấy 10 cái cho nó dư, tại vì cái này sau này chúng ta vận hành thì nó đứt ống thì chúng ta nối rất là dễ. Chành cuối này là bằng với lại khởi thủy ha, nó là 64. Rồi đuôi này là chúng ta không có cần, béc này nó cũng không cần, mà chúng ta hai cái này thì luôn luôn có ha. Bây giờ chúng ta quay về cái vấn đề khác biệt nhất của hệ thống tưới dành cho cây bơ, đó là béc. Thì chúng ta có nhiều loại béc để chúng ta sử dụng. Nếu mà các bạn muốn chi phí rẻ thì có thể là sử dụng 81 50. Thì ở đây là chúng ta có 16 nhân cho 16 là được 256 gốc. Vì cái số lượng gốc nó không quá lớn, mình sẽ làm một cái sự so sánh là 256 gốc béc này cộng với cái đuôi đây, nó có 1.200.000 thôi, cộng với đuôi ha. Đuôi đây cái đuôi này để gắn vô béc này ha, là tổng nó là khoảng 19 triệu. Thêm cây cắm nữa. Cây cắm. Và cái loại cây cắm này thì cần phải có cái tai. Đấy. Tổng chi phí nó sẽ là 20 triệu tròn cho 1 hecta bơ, chưa có máy bơm và đường ống PVC, còn thêm khoảng một vài triệu các cái phụ kiện nữa ha. Thì đấy, chỉ khác biệt là ở cái điểm này thôi, là cái béc này
20 triệu rồi các bạn nhớ đây ha. Ví dụ như bây giờ mình không có xài cái loại bét này mà mình xài cái bét cây na mình xài mình soạn sẵn ở trong này là bét đây cái khớp nối đây này, cái bét ở trong này chưa có thì mình sẽ bỏ vào nha các bạn. Nó là bét 53 lít, bơ thì mình xài 53 lít là ổn. Hai bét đi, lúc nãy là mình tính là mới có một bét là khoảng 20 triệu, bây giờ là mình tính cũng một bét thử xem. Mà thường thì chúng ta phải làm hai bét nha. Đấy, ở đây là chênh lệch là 3 triệu nha các bạn, cùng cùng một phương án nhưng mà hai hai option là lựa chọn là hai loại bét khác nhau. Thì nếu mà chúng ta nâng cái số bét lên là nhân 2 là nó sẽ là 512, 512 góc, 512, 512, 512 thì số tiền nó sẽ là 28 triệu ha. 28 triệu cho 1 hectare thì chúng ta nên sử dụng hai bét là tốt nhất, tại vì nó sẽ không bị khuất nước nha. Đấy, như vậy thì mình sẽ đã trình bày xong 1 hectare cái bơ thì hết bao nhiêu tiền nha. Các bạn đăng ký kênh trên YouTube, chúng ta vào kênh YouTube chúng ta search là công nghệ, cái này search Google ha, công nghệ tưới Asop và vào video để xem ha. Hoặc là trên này nó có cái, trên này có cái các cái video rồi á, thì chúng ta bấm vào trong cái, chúng ta bấm vào cái link ở dưới này này và chúng ta bấm ha. Đấy. Ở trong này có tất cả các video, rất là nhiều video nha các bạn. Đấy, mình vào đây mình coi vào vào trong video, coi rất là nhiều video ở trong này mình đã làm. Đặc biệt là rất là nhiều người là hỏi mình về cái hút phân, nhưng mà thực sự là bên mình đó là hút phân là mình khuyến nghị là không nên có sử dụng cái loại Venturi nữa, đen cũng như là độ chế. Các bạn đọc kỹ trong cái bài của mình đó, thì nó sẽ có nha. Thôi, xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.